Kem mới mua hai chiếc xe nữa hả Kem? Ừ. Thì con không lấy xe tải bự. Xe tải bự màu vàng đẹp mà con không lấy. Con thích chiếc này hả? Xe này xe gì? Chị cứu quả sữa. Rồi xe này. Xe tải. Sao con không lấy chiếc bự? Chiếc màu vàng bự nữa thì con không lấy. Con ăn gì nó? Con ăn gì vậy? Mua đi chị ạ. Pudding hả? Mua nào nhỉ? Ăn từ từ thôi, ngon mua đâu vậy? không? Mua bách hóa xanh á. Ngon không?